Xin chào các bạn rất thân mến. Trứng chiên lá mơ là một món ăn ngon bổ dưỡng, ngoài ra còn dùng để chữa bệnh. Đó, cái món lá mơ chiên trứng nó sẽ xém vàng như thế này và nó khô không còn ướt nước nữa là đạt và ngon ha các bạn. Nếu có ai đó bị đau bụng, kết lị các bạn dùng trứng chiên lá mơ ăn 3 lần là hết đau à. Các bạn có thể ăn thêm khoảng 1 tuần thì nó sẽ hết luôn. Nếu mà ai mà yếu cái đường ruột á, hệ tiêu hóa kém không tốt thì các bạn dùng trứng chiên lá mơ này ăn thường xuyên thì sẽ giúp chữa cái bệnh đường ruột. Và khi không có đau bụng thì chúng ta có thể dùng nó ăn làm cái món ăn hàng ngày, ăn cơm cũng ngon lắm. Ngoài ra thì lá mơ còn có tác dụng chữa bệnh cảm cúm nữa. Nếu mà ai mà bị cảm cúm thì có thể dùng cái lá mơ này ăn á, sẽ giúp chữa bệnh cảm cúm nữa đó các bạn. Thơm cực kỳ luôn. Nguyên liệu làm cái món này đơn giản lắm các bạn, gồm có lá mơ, hai mặt của nó, một mặt màu xanh và một mặt màu tím, nó có cái lông rất là nhiều nên người ta gọi là lá mơ lông, 40g và 4 quả trứng gà ta. Ngoài ra còn có một chút xíu muối và tôi thường cho thêm một chút xíu đường nữa để cho cái món ăn nó không có bị gắt á. Thì cái này nếu mà cân nó khoảng cỡ 1g á, 1/4 muỗng cà phê. Lá mơ này các bạn cứ rửa sạch và để cho khô ráo đi, để chúng ta cắt nhuyễn ra. Cái này cắt càng nhuyễn càng ngon nhé các bạn. Sau khi cắt sợi rồi các bạn xoay lại, chúng ta băm thêm vài nhát nữa để cho nó ngắn lại. Các bạn cho chút xíu muối và đường vào và chúng ta đánh cho tan ra luôn. Rồi các bạn đánh cho nó tan đều ra như thế này và chúng ta bắc lên chảo chiên thôi. Thì cái này là tôi làm để ăn chữa đau bụng ha. Nếu mà các bạn muốn ăn cho ngon hơn á, mình ăn cơm ăn chơi cho ngon hơn thì cho vào đây một chút xíu dầu ăn, khoảng 1-2 muỗng cà phê thì cái món ăn sẽ mềm mại và nó thơm béo, nó ngon hơn. Tôi sẽ dùng một cái lá chuối cho vào trong cái chảo này, lót ở dưới để chúng ta chiên, không có cho dầu mà cho nên phải lót cái miếng lá chuối. Trước khi mà cho trứng vào trong chảo các bạn khuấy lên một lần nữa nha. Tại vì cái nước trứng nó sẽ nóng ở bên dưới á, là khuấy lên cho nó đều. Cho vào đây. Lúc này trứng chưa chín, nó còn là một cái chất lỏng nên các bạn phải khuấy nha. Khuấy để cho nó đều vào với cái lá mơ này nè, không thôi nó chảy nước trứng ra ngoài hết. Các bạn để lửa vừa ha. Tôi chuẩn bị thêm một cái lá chuối nữa đậy lên trên. Sau đó thì dùng cái nắp đậy lại để cho cái lá mơ nó nhanh chín, lá mơ và trứng nhanh chín. Bây giờ thì để rửa nhỏ lại xíu, chứ không thôi thì nó lâu chín á, bên trên nó sẽ còn ướt và bên dưới nó sẽ bị cháy. Các bạn cho rửa nhỏ lại chút. Bây giờ thì tôi thấy cái mùi lá mơ nó bay lên rất là thơm rồi đó. Nó có cái lớp lá chuối này, các bạn không có lo nó bị cháy đâu. Nó có cháy thì chỉ cháy cái lớp lá chuối thôi.
khoảng 2 phút thì các bạn kiểm tra cái bản trứng xem như thế nào. Bây giờ thì cái lớp dưới nó khô rồi, còn cái lớp trên nó còn ướt nè, các bạn trở mặt trứng luôn ha. Đó, cái mặt trứng nó xém như thế này là ngon rồi nè. Bây giờ các bạn đậy nắp lại để cho nó chín cái mặt ở dưới luôn ha. Cái miếng là nước trứng nó chảy xuống dưới nè. Thơm quá trời. Rồi, cái mặt trên này nó cũng khô rồi nè. Như vậy là đã được rồi đó. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra ngoài để cho các bạn xem nha. Và chiên cái chảo trứng này thì mất mỗi mặt là 2 phút là nó được. Tổng cộng là mất 4 phút rồi các bạn. Nóng hổi bốc khói thơm quá các bạn ơi. Đó, cái món lá mơ chiên trứng nó sẽ xém vàng như thế này và nó khô không còn ướt nước nữa là đạt là ngon ha các bạn. Nào, các bạn nhìn nè, ngon chưa? Hấp dẫn quá. Thơm cực kỳ luôn. Thơm ngon, béo béo của trứng gà, thơm lá mơ và có một chút mặn của muối. Rất là dễ ăn và ngon. Cái phần này thì các bạn có thể làm cho hai người ăn. Món trứng gà chiên lá mơ này á, tốt cho hệ tiêu hóa. Nếu mà ai mà yếu cái đường ruột á, hệ tiêu hóa kém không tốt thì các bạn dùng trứng chiên lá mơ này ăn thường xuyên thì sẽ giúp chữa cái bệnh đường ruột. Ngoài ra thì lá mơ còn có tác dụng chữa bệnh cảm cúm nữa. Nếu mà ai mà bị cảm cúm thì có thể dùng cái lá mơ này ăn á, sẽ giúp chữa bệnh cảm cúm nữa đó các bạn. Chúc các bạn thành công và có sức khỏe tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Món Ngon Mẹ Nấu.